Vâng, xin được kính chào toàn thể anh chị đã đến với kênh của Đồ Gỗ Kinh Bắc bên chúng em. Và hôm nay là ngày 13 tháng 1 năm 2024. Hôm nay thì ở Kinh Bắc bên em vừa mới bàn giao xong một bộ combo sản phẩm, bao gồm là một bộ bàn ghế sofa mẫu Rolls-Royce và một chiếc kệ tivi dài 2m4. Và chọn bộ combo thì được bên Kinh Bắc hoàn thiện và làm theo đơn hàng của gia đình nhà cô Ngọc đến từ khu vực phố Trạm, quận Long Biên thuộc thành phố Hà Nội. Và đây là một trong những cái sản phẩm hàng cao cấp được bên em thiết kế và làm lên với thông số là hàng khung tranh dày 4 phân và phần ván mặt là dày 2 phân kết hợp với một bộ đệm da cleo và sơn bưu màu óc chó rất là đẹp như này. Và chiếc lưu văng dài có kích thước dài là 2m80. Dài là 2m80, cao 75, sâu 80 phân và một chiếc đôn góc là 80 x 80. Một chiếc đôn văng đôi là dài là 1m97, sâu 80 và cao 75. Và tiếp theo là một bàn trà trung tâm. Đây là một bàn trà trung tâm kích thước rộng là 81, dài là 1m57, hàng khung tranh là 4 phân, ván mặt là dày 2 phân. Và một chiếc đôn ngồi kích thước dài là 1m2, mặt rộng 55. Và toàn bộ phần táp ngăn kéo thì đem làm là táp được chém vát phần mặt và làm cong. Đó, làm cong. Và toàn bộ những cái sản phẩm này thì là một trong những cái sản phẩm hàng dày dặn. Nó được thiết kế dày dặn với thông số là hàng khung tranh 4 phân, ván mặt dày 2 phân kết hợp với một bộ đệm da cleo. Và trong buổi sáng ngày hôm nay thì bên em đã tiến hành là vận chuyển và bê lên tầng 2 về với gia đình nhà cô Ngọc ở khu vực phố Trạm, quận Long Biên thuộc thành phố Hà Nội. Và đây là một trong những cái sản phẩm được gọi là bộ sofa cánh tiên. Đó, với toàn bộ phần cánh gà bên em làm là cánh gà dày 4 phân. Đó, cánh gà dày 4 phân này và cái điểm ở mặt trước lại ở phần chân ấy thì em là đục, nó đục vát hạ lên và tạo cái điểm nhấn. Và toàn bộ phần khung tranh mặt, nó khung tranh mặt là dày 4 phân được sơn bưu màu óc chó với phần ván mặt là dày 2 phân. Toàn bộ cái phần mặt ngăn kéo được bên em làm chém vát và tạo hình cong. Nó tạo cong. Một chiếc đôn ở bên trong là kích thước 80 x 80. Đó, đôn rất là to như này thì các bác có thể là để tượng hoặc là để hoa. Đó. Và văng dài là kích thước là 2m80, cao 75, sâu 80, khung tranh 4, ván 2 phân. Và cuối cùng là một chiếc kệ tivi theo kiểu sofa mặt phẳng, dài là 2m4, cao 61 và mặt rộng 47. Hàng khung tranh là 4 phân, bao gồm là 6 chiếc ngăn kéo đấy ạ. Bao gồm là 6 ngăn kéo được bên em là soi chỉ đũa. Và đây là một trong những cái sản phẩm hàng theo mẫu hiện đại, dễ lau chùi và cái màu óc chó thì bên em cũng sơn theo cái tông màu ở cái phần sàn gỗ đấy ạ. Đó, sơn theo cái tông màu của sàn gỗ. Và khi mà sơn như này thì anh chị dùng thì rất là yên tâm về cái độ chất lượng đảm bảo. Và cái chất liệu sơn thì bên em sử dụng đó là sơn O7, dòng sơn cao cấp, có độ bền màu và độ chống nước, chống xước. Và các bác mà quan tâm thì có thể đọc vào kênh YouTube của bên Kinh Bắc chúng em. Các bác có thể tham khảo, bên em đã báo cáo về mặt thông số, kích thước độ dày và mặt giá thành. Thì các bác mà quan tâm thì các bác có thể liên hệ trực tiếp với cơ sở bên chúng em. Và số điện thoại của bên em đó là 0868 8240. Và bên em thì có địa chỉ ở thôn Châu Phong, xã Liên Hà, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội. Đó, đây là toàn cảnh không gian ở trên tầng 2 đấy ạ. Và trước kia thì bên em cũng có bàn giao là một cặp sản phẩm án gian thờ chân 18 cho gia đình nhà cô. Đó thì một lúc nữa thì em sẽ lên review và quay lại một lượt nữa về cái sản phẩm án gian. Và các bác mà quan tâm thì các bác có thể liên hệ trực tiếp cho bên em theo số hotline là 0868 82400. Và video ngày hôm nay thì bên Kinh Bắc chúng em cũng xin phép là được kết thúc tại đây. Và xin chào, hẹn gặp lại các bác trong những video clip giới thiệu những sản phẩm tiếp theo.